chiếu tao xác lệnh, ai làm ác là sẽ diệt. Không chị, thì nên nhớ là phán xử nghiêm minh. Chỉ cần nói câu đó thôi, những người tu đạo sẽ biết ngài là ai. Người phán xử nghiêm minh là phải là tánh là phải như vậy, phải dứt tiệt. Đâu ra đó có công là phải thưởng, có ác là phải tội. Phải chỉ chân chỉ thôi. Ở đây là làm thì để muốn cứu người thôi, cứu những người có tâm thôi, chứ không cũng muốn mà để kiếm đồng tiền vậy chứ. Ở đây không cần vô mình coi mình chữ như vậy thì mình thấy chữ rồi thôi, đâu có chuyện gì. Nhưng mà ngày sau sẽ biết là cái lời nói của mình như thế nào. Bây giờ là mình ở đây á, mình ở đây là mình trị bệnh ha. Là không phải gì mà đưa lên mạng là gì nổi tiếng đây. Là chỉ muốn là đưa lên mạng để dùng cái mạng đó để tìm những người có căn để mình đi cứu người đó. Còn những người á, mà không có tâm á, thì ở đây không có chị, không có căn là ở đây không có chị. Mà về căn là phải là căn ở trên xuống, mà với cái phần xác là phải thiện chứ không làm ác, ở đây mới chị. Còn những người mà về phần căn mà ở trên xuống mà cái phần xác mà nó làm ác nữa thì ở đây cũng không chị. Quan trọng nhất là cái phần xác là phải là sạch sẽ, có tâm ha, có tâm thì ở đây là mấy chị. Còn cái phần mà du di về á là ở đây không cần biết. Quan trọng là cái phần xác của mình thôi, là tâm sạch là ở đây sẽ chị. Còn về phần nào lớn hay nhỏ gì không biết đó, ăn thua quần sát, nếu quần sát mà không trọng là không chị. Đó thì ở đây đưa lên mạng như vậy đó là không phải là gì mà thấy cái tiếng tâm đó. Đây không cần tiếng tâm, đây chỉ cần là đi đưa lên như vậy để kiếm những người tâm sạch để cứu, chứ không phải là đưa lên đây là để kiếm cái đồng tiền tiền bạc. Thì ở đây không cần kiếm những người có duyên luôn, đúng không? Kiếm những người có duyên, tâm sạch là sẽ có duyên thôi. Tại vì nói chung là cái tâm mình ác thì mình luôn lúc nào nhìn vô thì thầy đó ác, thầy đó ác thôi. Mà tâm mình đã phạt rồi thì mình nhìn người đó là phạt đó. Ăn thua cái tâm của mình thôi. Còn nói mà lên đây này kia, đưa lên đây để nổi tiếng, để đây không cần sự nổi tiếng. Mà ở đây cần người, tìm người có tâm để cứu, chứ không phải là cần cái sự nổi tiếng. Nổi tiếng ở đây không cần. Còn những người mà coi mà chữ đó, chữ có khen có, nhưng mà đa số chữ trên mạng rất là nhiều, thì ở đây là cái này là phần xác để bày tỏ thôi. Chữ thì cũng không có thấm vô ngài đâu, cũng không có thấm vô cái phần xác này đâu. Tại người tu hành ha, là không bao giờ để tâm đó, dù chữ thế nào đi nữa cũng không, cũng trống lỏng mà, nó đâu có vô trong cái tâm của mình đâu. Đừng có dùng là lẽ mà chửi, cái đó là mình mang tội, cái đó là cái nghiệp của mình, sao lại mình không thấy thiệt nhưng mà sao là mình phải trả. Đó là quy luật thiên nhiên thôi. Tại vì người ta đi cứu người chứ không phải là đi hại người. Mà mình ở lòng nào mình mở cái tâm mình ra, mình ác như vậy, mình để chửi một người như vậy thì sao là mình sẽ gánh cái hậu quả đó. Bây giờ mình coi thì mình không thích thì mình lướt qua, mình kiếm cái chỗ khác mình coi đó, chứ đâu phải mình coi mà để mà dùng mà chữ như vậy. Thì nói gì mà chữ cái phần xác hay là chữ ngài về thì ngài cũng không để tâm. Tại vì người tu hành là luôn luôn lúc nào không ai để tâm hết, chứ đừng có nghĩ mà chữ như vậy là ngài để tâm. Nhưng mà ngài khóc, ngài khi về mà, nhưng mà ngài khóc là khóc vì cái gì? Không phải khóc gì mà để cho những người chúng sanh đã chữ, mà để thương chúng sanh không hiểu, mà để chữ ngài như vậy, ngài thương xót cho chúng sanh thôi. Càng chữ thì ngài càng thương xót, chứ không phải là ngài để tâm để hận thù, nhưng mà ngài thương xót chúng sanh. Tại sao không chịu lo tu? Đời này là đời gì rồi mà tại sao không lo tu, mà chính cả ngài về mà còn bị chữ. Nhưng mà ngài có nhiều lúc ngài cũng ẩn về, ngài khóc. Nhưng mà ngài khóc không phải là vì chữ ngài, mà khóc vì chúng sanh không biết lo tu hành đó, tội nghiệp cho chúng sanh, chứ không phải mà ghét chúng sanh.
tội nghiệp chúng sanh mà không chịu tu hành thôi. Đó, đường sáng không đi mà đi con đường như vậy thương chúng sanh. Thì Ngài cũng là thương xót như vậy đó, là nghĩ cái trần gian này chúng sanh tu không được bao nhiêu, những phần ác thì rất là nhiều đó, chúng sanh thì tu đâu có được bao nhiêu người đó. Đa số về phần ác rất là nhiều, Ngài thương xót vì chúng sanh sao lại còn khổ nữa. Mà chúng sanh càng ác thì càng đau khổ, chúng sanh sẽ chịu hậu quả hết. Nhưng mà mình thấy vô mà mình coi mình chữ như vậy thì mình thấy chữ giờ thôi, đâu có chuyện gì. Nhưng mà ngày sau sẽ biết là cái lời nói của mình như thế nào. Mình nói mình làm gì không ai biết, thật sự không ai biết, nhưng mà trời đất biết cái tâm của mình. Mình làm cái gì mà nói cái gì nó sẽ hiện lên cái chán của mình hết. Cái chán của mình là chỗ để ghi cho mình, chấm điểm cho mình. Dù mình làm ác cỡ nào đi, nó sẽ hiện lên cái chán. Nó sẽ nắm giữ cho trong cái tâm linh của mình, nó giữ lên đó nó sẽ hiện lên ác hiện gì nó sẽ ghi lên chán. Khi mà mình mở miệng như trần gian mà mở miệng cũng tin đi, nhưng mà tới một rồi mình chết đi mình sẽ biết như thế nào, cái linh hồn mình sẽ như thế nào, sẽ gánh hậu quả như thế nào, nó quan trọng đến cỡ nào là nói của mình đó. Mình sống thì mình chỉ biết hưởng thụ như vậy thôi chứ không biết lo tu hành, mà mở miệng ra như vậy. Không phải ở đây mà chữ Ngài, Ngài về, Ngài nói này nói kia, mà chữ Ngài như vậy là không phải. Ngài không có để tâm đâu, nhưng mà Ngài thương chúng sanh, Ngài khóc thôi. Thương chúng sanh tại sao không lo tu hành đó, mà để mà gặp Ngài như vậy mà còn chữ Ngài nữa. Ngài khóc là không phải Ngài đau lòng mà bị chữ xúc phạm Ngài, nhưng mà Ngài khóc vì thương vì chúng sanh. Tại sao không lo tu mà để làm ác như vậy, chữ như vậy, tâm nó không sạch thì Ngài coi thì rất là tâm ác rất là nhiều. Nhưng mà người thiện thì không được bao nhiêu, 10 chứ còn chỉ có 2 thôi, mà không biết còn 2 không nữa. Đa số toàn ác rất là nhiều, Ngài thương xót chúng sanh thôi, chứ không phải mà Ngài bị chữ như vậy mà Ngài đau lòng. Không phải tâm thiện là Ngài mới cứu được, Ngài còn tâm ác là Ngài ăn thua bằng xác thôi. Cái phần xác mà tâm thiện là đây cùng, mà cái phần xác mà tâm ác là đây không cùng. Còn người về căn người ta đã chọn, lớn hay nhỏ kể nào ở đây đều cứu hết, đều trị được hết. Nhưng mà Ngài trước khi trị là phải coi cái phần xác, xác có tâm, tâm sạch là ở đây sẽ trị. Còn về lớn hay nhỏ thì ở đây không có chê bai ai hết, gặp đi rồi biết, ai lớn ai nhỏ gặp rồi sẽ biết. Còn những cái gì mà thầy hay là kia thì gán mà lo tu hành, mà lên đây á, mà để mà nói như vậy, mình đã biết là mình có căn tu rồi thì mình gán tịnh để cái tâm để mình tu. Còn nhiều người thầy hay là chúng sanh cũng vậy, những người không tu cũng vậy, thì nhìn vô á thì cái ngữ ở đây này kia nọ thì cái tâm mình ác buông ra là dữ không. Thầy cũng vậy, tại sao không lo tu hành, đã mình đã tu rồi thì đừng vướng bận đến trần gian. Ai nói gì nói, ai làm gì làm, mình làm trách nhiệm của mình thôi. Ở đây là làm thì để muốn cứu người thôi, cứu những người có tâm thôi, chứ không cũng muốn mà để kiếm đồng tiền gì chứ. Ở đây không cần, mà ở đây cũng không cần gì về tiếng tâm gì để cho khách người để biết, trên thế gian này biết, đây không cần. Mà tại sao để che mặt? Che mặt để làm gì? Che mặt tại vì thời cơ chưa tới nên chưa được, thiên cơ chưa thể nói được, nên không ai biết Ngài là ai. Đó là thiên cơ nên không nói được đó. Còn nói này kia, chúng sanh này kia cứ buông ra trách móc để nói ma dương quỷ dương. Ma dương quỷ dương, bên chánh bên thiện, bên nào cũng có ác, bên nào cũng phải có thiện. Quỷ cũng có quỷ thiện, quỷ cũng có thành Phật được đó, cũng thành tiên thành Phật được. Tại vì quỷ chỉ cần mang cái tiếng là quỷ, nhưng tâm của người quỷ đó nó rất là thật. Thậm chí con thú cũng vậy, con thú của mình đây nè, từ ngày mình ăn cũng vậy nữa nè, cái tâm của con thú đó sạch, nó sẽ trở thành một vị thần hay là một vị tiên nào đó. Người ác cũng vậy, mà Phật cũng vậy, bên thiện cũng vậy. Bên thiện nhưng mà cái là mình đã biết cái căn mình vậy, mà tại sao mình không lo tu hành?
biết quay đầu sớm ha ngài. Mà tại sao mình cứ đi xăm si mà mình tu thì mình biết là mình đã có căn từ đời nhiều kiếp rồi, mà tại sao mà mình còn để xăm si như vậy được? Tu thì đã giết đổ hết tất cả. Ngày về á, thì không phải là cái tánh nóng như vậy là thô lỗ, không phải. Đó là ngày từ ngày xưa tới bây giờ rồi, là ngày ở trên đã tánh như vậy rồi. Nếu mà tánh như vậy á, là đúng. Tại vì người không hiểu. Ta nói Phật xuống ai cũng hiền hết, ai cũng nói đạo hết. Nhưng mà tại sao ngày này bên thiện, tại sao về tánh còn nóng, nhưng mà thật sự những vị đó khác. Nhưng mà vị này là đúng, về là đúng. Tại vì tánh nóng để làm gì? Tại mỗi người có một trách nhiệm riêng của người đó. Tại sao ngài lại ban án, ngài chiếu theo lệnh, chiếu theo sắc lệnh, ai làm ác là sẽ diệt, không chỉ. Thì nên nhớ là phán xử nghiêm minh. Chỉ cần nói câu đó thôi, những người tu đạo sẽ biết ngài là ai. Người phán xử nghiêm minh là phải là tánh là phải như vậy, phải dứt tiệt. Đâu ra đó có công là phải thưởng, có ác là phải tội, phải chỉ, chân chỉ thôi. Cái tánh như vậy là đúng. Nếu mà cái tánh mềm thì làm sao mà phán xử nghiêm minh được? Mềm lòng thì mình gặp một người ác, rồi làm sao mình phán xử? Rồi tại sao mà mình phán người đó có tội? Tại sao không biết? Không triệt luôn. Vì nếu mà mềm lòng thì làm sao xử được? Tại vì mỗi gì, mỗi cái gì về là mỗi gì khác nhau. Nhưng mà tánh từ xưa tới giờ là từ trên xuống rồi, là tánh nó về như vậy rồi. Tánh khí từ đó tới giờ chứ không phải mà về xuống đây là mà tánh nóng như vậy, không phải. Tại vì ngài đó từ đó tới giờ là phán xử nghiêm minh. Đâu ra đó có công thì phải thưởng, đó, làm ác là phải diệt. Đó là quy định, vậy mới xử được chứ. Đó, như vậy ngài mới xử được. Đúng. Nếu mà mềm lòng thì ác cũng tha luôn. Mà thiện, ai làm ác hay là làm này kia nọ, là giết cha giết mẹ cũng tha luôn. Vậy là mềm lòng thì làm sao mà phán xử nghiêm minh? Vì tất cả những phần ác người ta lợi, người ta mềm lòng, người ta năn nỉ rồi phải tha thôi. Vậy thì làm sao mà phán xử, làm sao tiêu diệt cái ác? Nên nhiều người nói tại sao những cái phần căn về, từ đó tới giờ người ta bất cứ phần căn nào về cũng đều hiền hết, không ai như vậy hết. Nhưng mà mỗi vị mỗi khác nhau. Đó. Tại vì vậy, ngày từ đó giờ chưa dán hết, chưa xuống trần gian này. Nhưng mà lần đầu tiên xuống, trong kinh có để đúng một ngày à. Đúng một ngày là ngài sẽ cho biết mặt, hòa sẽ cho biết tên. Chỉ cần trong kinh đã có để hết rồi, là người phán xử nghiêm minh. Chỉ nói bao nhiêu đó thôi, người có tu là sẽ biết ngài là. Thời cơ chưa đến. Chỉ nói bao nhiêu đó, trong kinh đem xuống biết bao nhiêu rồi, mấy trăm năm rồi. Lực ơn trên là phải lớn nhỏ vậy là cũng xử hết. Xử hết. Không tha một ai. Thời kỳ này dù trên xuống nha, Phật mà xuống đây cứu nhân độ thế mà trịch cũng trảm luôn. Xuống mượn xác để độ đời cứu dân. Độ đời. Ba tánh mà, đúng. Mà làm sai lực là làm sai lực cũng vậy. Tại thời kỳ này là cũng vậy cuối. Có công là thưởng, mà có tội là phải chịu. Ba tánh hiểu thì xuống quay đầu cũng vậy. Người mà mượn ở trên xuống trần cũng vậy, đã xuống đây là vì xác lệnh xuống được cứu nhân độ thế, đã để làm tròn mệnh lệnh, mà xuống đây mà vì trần gian mê muội mà để làm chuyện ác thì ngày sau cũng phải đi thôi, cũng đâu có được về đâu, cũng phải phán xử thôi, cũng phải tiêu diệt thôi. Đã đó, đó đây là chiếu theo là xác lệnh. Đừng nghĩ là ở trên xuống là muốn làm gì làm, không phải. Làm phải có xác định đâu đó là làm. Thì nói chung thì nói bao nhiêu đó thì những người coi clip thì cũng biết đó, là ngài là ai. Nếu mà có từng đi học đạo này kia nọ, trong kinh trong sách đều nói ngài hết, có tên ngài rõ ràng, nhưng mà chưa biết ngài là ai. Có tên ngài nằm trong đó. Nếu mà nói gì là mấy vị Phật tử là biết hết, là mấy vị là biết ngài là ai thôi. Chứ còn mà nói ra thì đó, không nói được. Người phán xử nghiêm minh là nếu mà người tu hành thật sự tâm sạch sẽ hiểu biết ngài là ai.
Còn nếu mà người mà tâm không sạch, dù nói người ta cũng không tin. Đó. Còn nghĩ gì? Đừng nghĩ là đây là để kiếm lời cầm tiền, này không cần tiền bạc, mà không cần danh tiếng. Quay lên chung tích luôn đi, là thầy đây là mấy anh em đây là giờ là thời đại mới rồi, công nghệ mới rồi, giờ nó xài trên là cái mạng lưới là trên đây để dùng cái này để truyền, để kiếm những người có căn tu hành căn duyên với nhau để gặp ngài. Duyên lành mới đến đây. Duyên lành mới đến tới gặp ngài. Còn nếu mà không lên đây thì làm sao kiếm những người có duyên có căn để gặp nhau, để biết những người như đây trên xuống, còn những vị khác còn trên xuống nữa, rồi biết tìm làm sao. Nó dùng cách này để tìm những người trên xuống đó, để trợ duyên để gặp với nhau, đưa những phần căn để gặp sau này tu học tiếp đó, sau này trở về còn làm nhiệm vụ khác nữa. Tại vì trên xuống là có nhiệm vụ xác định hết trơn rồi. Còn những người không biết thì mình chỉ coi thôi, đừng đánh giá, xúc phạm, đừng xúc phạm. Mà như mà mấy người bình thường mình không nói, hay có đảm bảo có những vị có căn luôn, những vị có Phật tử luôn, nhưng mà có chứ, rất là kỳ. Tại vì là mình tu thì không chịu lo tu, lo sân si đó, nói người ta. Tí gần mình cạo cái đầu chọc, mình mặc áo cà sa, nhưng mình nói mình tu chưa chắc là tu, đó là bề ngoài thôi. Còn ăn thua cái tâm của mình nè, cái tâm của mình nè, có Phật hay là không là vô cái tâm của mình. Bây giờ tu đâu cũng vậy, nhiều người người ta nghĩ đạo này đạo kia, chê đạo này đạo kia, đạo nào cũng phải về một thôi. Sao lại cái về có một thôi? Đạo nào cũng vậy, ăn thiệt có lần. Đạo nào cũng vậy, giờ tu đâu cũng vậy, ăn thua cái tâm mình thôi. Tu nhà cũng vậy, tu tại gia cũng vậy, đi đâu cũng vậy thôi. Cái tâm của mình dứt bỏ tất cả hết, nhưng mà chưa chắc gì có ai mà như cái xác này. Mà tại sao vợ con làm ăn tiền bạc, đi làm một tháng mười mấy triệu, mà tự nhiên bây giờ làm không có đồng nào hết, mà để ngồi đây để cứu những người có căn đó, mà đâu có tiền bạc gì đâu. Nếu muốn cũng không được, trên đã sắp xếp rồi thì đây phải đành làm theo thôi. Chứ bây giờ mình không muốn cũng không được. Mà bây giờ nói chung là cái sự này, sự duyên duy thì mình không có thể nào giải thích được. Nhưng những người đã bị rồi mới hiểu được cái hoàn cảnh này. Ở đây chị không phải vì tiền bạc, mà không chỉ vì để nổi tiếng, mà để người ta gước đi nước ngoài, nước này, nước kia để tôn trọng mình, không cần. Ở đây chỉ cần là những người có tâm sạch thôi. Đừng có, ở đây là không cần làm tiền, chỉ cần những người có tâm sạch là sẽ gặp ngài. Đừng dục tiền ra để gặp ngài, đem lợi dù cho vỏ tiền đi nữa, lợi ngài cũng không hiện đâu. Nhưng mà đã có căn duyên rồi, tâm mình sạch rồi thì ngài sẽ hiện ra, sẽ giúp mình. Còn nếu mà đem lợi đồng tiền, lợi sách cả vỏ, lợi xe tải, lợi ngài cũng không hiện. Đó là thật sự. Đây cũng những người phải tâm sạch thôi. Thì những người coi thì gán, ráng lo tu hành hay làm gì làm, dạy người ta ráng sửa lại. Thì thời kỳ này là mở cửa hết rồi, trên cũng mở, dưới cũng mở, thì quỷ ma nó sẽ lặn lội. Còn những người mà về căn lớn mà để hoài nghi thì cứ đến đây gặp, để trợ duyên với nhau, để giúp với nhau, coi mình có phải là một cái gì đó về thật sự hay là không, hay là quỷ ma đang theo mình để mượn danh sinh tánh đó. Còn nếu đây về giả hay là xin cái người khác ma quỷ mượn danh, thì có thể các ngài lớn quá, có thể về đây, có thể đắc luôn ngài, ngài chấp nhận. Nếu thiện thì không bao giờ sợ. Người ta nói vàng thật thì không sợ lửa. Muốn trợ duyên đây trợ duyên, còn muốn biết mình là ai hay là muốn biết đây là ai, thì ăn thua cái phần xác của mình, tâm mình sạch, thì ngài sẽ cho gặp, để đến biết mình là ai.
đó. Còn tên thì ngài không có thể mà tiết lộ được, tên của ngài không thể tiết lộ được, sẽ có một ngày sẽ tiết lộ đó. Thì những vị tu cũng vậy, gắng mà tu. Dạ, anh nói tên không có tiết lộ được thì nếu mà mấy cái vị mà Phật tử á, như là nãy giờ anh nói là mấy vị Phật tử mà trong kinh sách là đã biết rồi, biết đã biết tên của ngài rồi đó. Nếu tại vì đây không thể nói tên cho được, nhưng mà nói bao nhiêu đó người ta sẽ biết mấy người ngài. Mấy người tu là biết rồi đó. Có mấy bình luận biết là cũng mấy bình luận của mấy vị đó cũng có căng đó, mà nói chuyện nói ở đây sân si, mà thật sự ra là mình đang bình luận là mình đang sân si người ta, thật sự ra là mình đang bình luận mình sân si người ta luôn. Ý nói là cái anh bên đây là sân si, về nóng tính sân si, mà mình thật sự ra là mình đang sân si người ta, mình bình luận vô mình sân si người ta luôn. Đó là do bệnh. Mình tu hành thì ai làm gì làm. Ở đây chị là chỉ muốn cứu người ta thôi, cho hết thôi. Quan trọng là gì? Chứ không cần tiền bạc gì hết. Đối với tiền bạc thì đây không có quan trọng. Đây quan trọng nhất để cứu người ta hết bệnh. Đó. Còn những chị vậy nói ở đây thì kia chứ đăng lên như vậy để kiếm tiền. Ở đây không cần. Ở đây là kiếm được bao nhiêu là những người có thân thôi. Để chị thôi. Không, chắc có ở đây thể... làm là không lấy tiền, sao kiếm tiền được. Cũng có nhiều bình luận chắc nói, chắc có thể là nói em đăng lên em kiếm tiền YouTube. Thử các bạn làm YouTube thử đi rồi các bạn biết đăng lên coi được bao nhiêu tiền. Các bạn làm đi rồi các bạn biết. Không đủ tiền xăng thì cũng nói luôn là ở đây chị nói chung là từ xưa tới giờ, từ xưa tới giờ thì không có ai chị như ở đây. Đây chị rất là đơn giản. Đấy rất đơn giản nhưng mà không đơn giản. Nhưng mà chị người ta là hết.